cua dừa là một loài cua sống trên cạn, là động vật chân đốt trên cạn lớn nhất thế giới. Chúng có trọng lượng lên đến 4,1 kg. Cua dừa có thể phát triển lên đến chiều dài 1 mét. Cua dừa được tìm thấy trên các hòn đảo trên Ấn Độ Dương và các khu vực của Thái Bình Dương. Nó đã tuyệt chủng tại hầu hết các khu vực có dân số đông. Cua dừa thích nghi với cuộc sống trên đất liền. Khi còn nhỏ, cua dừa sử dụng vỏ trống để bảo vệ, nhưng những con trưởng thành phát triển một bộ xương ngoài cứng rắn trên bụng và ngừng mang theo một vỏ. Cua dừa đã phát triển các cơ quan được gọi là phổi, được sử dụng thay vì mang để thở. Chúng không thể bơi và sẽ bị chết đuối nếu chìm trong nước trong thời gian dài. Chúng có khứu giác phát triển, chúng sử dụng nó để tìm kiếm các nguồn thực phẩm. Những con cái di cư ra biển để đẻ trứng. Các ấu trùng sống phù du trong 3-4 tuần, sau đó khi đến đáy biển và bước vào một vỏ bụng. Tuổi thọ cua dừa có thể được hơn 60 năm. Cua dừa lớn ăn trái cây, các loại hạt và phần lõi của cây đổ, nhưng cũng ăn những chất xơ rửa và chất hữu cơ khác. Loài này được phổ biến liên quan đến dừa, chúng leo lên cây dừa và ăn quả dừa bằng cách bổ vỏ và ăn cơm dừa. Tuy nhiên, dừa không phải là một phần quan trọng của chế độ ăn uống của chúng. Cua dừa bị săn bắt bất cứ nơi nào chúng tiếp xúc với mọi người và có được pháp luật bảo vệ trong một số khu vực.